tràn dịch khớp gối ăn gì và kiêng gì để bệnh nhanh chóng cải thiện dịch khớp gối là tình trạng tích tụ những cái dịch lỏng bất thường trong và xung quanh khớp gối gây sưng và đau khớp gối của chúng ta bình thường nó sẽ chứa một cái lượng dịch nhỏ thôi và nó gọi là hoạt dịch để bôi trơn và và cái việc ma sát giữa các xương và khớp nhưng mà khi cái lượng này tăng lên quá mức thì nó sẽ dẫn dẫn tới những cảm giác khó chịu và hạn chế vận động tràn dịch khớp gối thì sẽ có thể do nhiều nguyên nhân nguyên nhân thường gặp nhất đó là nguyên nhân chấn thương ví dụ là chúng ta bị ngã bị té ngã hoặc là chúng ta bị tai nạn bị uh, va chạm thì có thể là bong gân này rách sụn hay là tổn thương dây chằng thì nó cũng có thể gây ra tình trạng này rồi là một số bệnh nhân sau những cái chấn thương gãy xương chẳng hạn thì nó có thể là gây tràn dịch máu vào trong khớp thì cái tình trạng này thì bệnh nhân thường đau đớn rất là nhiều và thường là nhiều những cái dịch máu ở trong khớp à, thứ hai nữa là các cái bệnh lý liên quan đến viêm khớp như là viêm khớp dạng thấp, hóa khớp hay là gút tóm lại là tất cả những cái gì gây ra phản ứng viêm thì cơ thể của chúng ta cái cơ chế nó sẽ sinh ra những cái chất dịch thứ ba nữa là cái tình trạng nhiễm trùng hay là viêm khớp nhiễm khuẩn thì À, khi có một cái phản ứng viêm thì nó sẽ gây ra nhiễm trùng và nó do vi khuẩn đấy thì đây là một cái biến chứng rất là nặng nề bởi vì là chúng ta hình dung là khớp của chúng ta nó được nuôi dưỡng cái chế phẩm thấu và hãy hình dung mà xem bây giờ có dùng kháng sinh thì nó khó ngấm được qua cái khớp của chúng ta và cái việc điều trị thường bệnh nhân phải nằm viện khá là lâu và cái tiên lượng và mặt điều trị nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều so với những trường hợp khác vậy thì tràn dịch khớp gối thì à, chúng ta nên ăn gì và kiêng ăn gì để bệnh nhanh chóng cải thiện song song với những cái biện pháp mà dùng thuốc rồi không dùng thuốc là trong tất cả những cái video mà bác sĩ dung hướng dẫn rất là nhiều ấy hoặc là những cái liệu pháp có thể xâm lấn một phần thì cái chế độ ăn nó đóng một vai trò rất là quan trọng thì cô ba anh chị chúng ta có thể xem thêm những cái video khác trên kênh của bác sĩ dung về tràn dịch khớp cối để chúng ta tìm hiểu nhiều hơn về cái căn bệnh này còn trong video lần này thì chúng ta sẽ tập trung vào cái vấn đề là những cái thực phẩm nên ăn và kiêng ăn thì cái thực phẩm đầu tiên đó là những cái loại mà chúng ta nên ăn tại sao lại nên ăn bởi vì nó sẽ chứa những cái chất chống viêm và những cái chất chống oxy hóa mạnh chống lại cái phản ứng gây viêm cho cơ thể của chúng ta cái loại đầu tiên đó là các loại cá béo như là cá hồi cá mòi cá thu cá ngừ cá trích tóm lại là những cái loại cá mà giàu bác sĩ béo omega 3 nên tại sao trong cái quá trình của mình điều trị ấy, thì bác sĩ dùng kê cái omega 3 grill à, cho một số các cô bác anh chị có các vấn đề liên quan đến khớp gối thì bệnh nhân cải thiện rất là nhiều và bớt được những cái đau nhức xương khớp bởi vì trong cái viên màu đỏ ấy thì nó có một chứa một cái chất đó là santin thì cái chất này nó chống viêm rất là tốt và các cái loại này nó giảm cái mức độ của cái protein phản ứng C có nghĩa là CRP và anh interleukin thì đó là những cái nguyên nhân gây ra phản ứng viêm. Đồng thời omega 3 còn giúp có vai trò giúp cơ thể phản ứng với các phản ứng viêm bằng cách là can thiệp vào các cái tế bào riêng biệt trong cái chuỗi sinh hóa này và các axit béo omega 3 có thể giúp ngăn chặn cả cái tình trạng viêm trước khi nó thực sự làm tổn thương các khớp. Và theo tổ chức viêm khớp thì những người thường xuyên ăn cá có nhiều omega 3 thì có ít có nguy cơ mắc viêm khớp dạng thấp hoặc là cái viêm khớp do thoái hóa gây tràn dịch khớp hơn nữa cái việc bổ sung dầu cá còn có thể bảo vệ các khớp khỏi cái sự phân hủy sụn và giảm cái mức độ nghiêm trọng của cái quá trình phân hủy sụn sụn theo tuổi tuổi tác nữa thứ hai là các cái loại mà có chất chống oxy hóa mạnh các loại rau củ có chất chống oxy hóa mạnh ví dụ như là gừng và nghệ chẳng hạn đặc biệt là trong nghệ thì nó có một cái chất là cucumin thì nó cũng là một cái phản ứng chống viêm chống oxy hóa rất là tốt. Rồi là các loại rau có màu xanh đậm như là rau bina, cải bó xôi, ô liu và dầu ô liu nguyên chất thì nó cũng chứa một cái hợp chất đó là oleocanthal và hợp chất này là một cái hợp chất chống viêm, tự nhiên có đặc tính tương tự như là thuốc ibuprofen. Quả mọng các loại quả mọng như là quả việt quất hay quả mâm xôi cũng là rất là giàu những cái chất chống oxy hóa. Tiếp theo là những cái thực phẩm nên kiêng ăn thì đó là một số các cái thực phẩm gây trầm trọng thành cái tình trạng viêm bởi vì bản chất những cái nguyên nhân hay gặp thì à, đó là do viêm đúng không nào thì chúng ta nên hạn chế những cái thức ăn kích thích cái phản ứng viêm thì đầu tiên là đường ngoài góp phần làm tăng cân ra thì đường cũng có thể kích hoạt cái việc mà giải phóng các tế bào tham gia vào cái phản ứng viêm ngoài ra các thực phẩm khác chứa carbon hydrate cao như là bánh mì trắng thì cũng có cái tác dụng tương tự Thứ hai là muối, việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể làm trầm trọng thêm với tình trạng sưng viêm tại khớp và nặng nề thêm cái tình trạng tràn dịch khớp gối. Và thứ ba là các cái nhóm chứa quá nhiều những cái chất béo như là à, đồ nướng này, đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ, các cái thực phẩm chế biến sẵn thì nó cũng là những cái thực phẩm thúc đẩy cái yếu tố gây viêm hoặc là bột ngọt, bột ngọt là một cái loại gia vị mà có rất nhiều trong các cái món ăn của phương Đông thì cũng là một cái có cái tính gây viêm. Mặc dù là omega 3 thì Uh, có vai trò như bác sĩ dung vừa chia sẻ nó có tác dụng chống viêm khớp nhưng axit béo omega 6 lại là một cái thành phần gây ra phản ứng viêm ví dụ một số các loại mà có chứa omega 6 nhiều như là dầu ngô và dầu hướng dương rồi chúng ta cần kiêng thêm cái gì nữa kiêng thêm rượu và tránh hút thuốc bởi vì nguyên nhân là rượu ấy thì nó có thể gây ra những cái phản ứng bất lợi khi mà sử dụng uh, các cái loại thuốc bao gồm thuốc giảm đau thuốc thì nó cũng sẽ gây ra kích thích cái phản ứng viêm ở trong cơ thể của chúng ta và đương nhiên nó vừa hại sức khỏe tổng thể nó vừa hại cái sức khỏe xương uh, khớp Nói chung rồi Ngoài ra thì chúng ta nên kết hợp thêm các cái bài tập trị liệu khớp gối của bác sĩ Dung trong hành trình 28 ngày và một số các lưu ý cần thiết như là bạn nên giảm cân khi mà đang thừa cân bởi vì là cái khớp gối của chúng ta nó chịu lực của toàn bộ cơ thể và nếu như mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục thừa cân thì có điều trị rơi điều trị biển thì chúng ta cũng sẽ lại đau trở lại và chúng ta nên hỏi ý kiến bác sĩ và có một bác sĩ được đồng hành cùng với mình để có thể là uh, phối hợp các cái phương án điều trị cho nó phù hợp bởi vì là uh, đối với thoái hóa khớp hay tràn dịch khớp thì nó không thể là chỉ là một phương án được mà nó cần phối kết hợp giữa nhiều phương án để cho cái bệnh của mình nó cải thiện được tốt hơn uh, nên là đầu tiên là chẩn đoán rõ cái nguyên nhân này thứ hai là phối hợp nhiều những cái phương án điều trị để cho cái bệnh hiệu quả tốt và thứ ba nữa là dự phòng với bệnh lý đó tái phát Thế là ba điều cốt lõi trong cái quá trình điều trị bệnh và nếu như mọi người uh, gặp những cái băn khoăn hoặc là đang gặp những cái tình trạng mà liên quan đến thoái hóa tràn dịch thì có thể nhắn tin để được bác sĩ dung đồng hành và hỗ trợ trong suốt cái thời gian điều trị bác sĩ dung xin chào và hẹn gặp lại